Chỉ cần một cái lo với cái micro thôi, tao cho nhà mày banh nóng. Vô lên 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 nóc nhà cho bắt con gà, lên nóc nhà cho bắt con gà, cho làm gói gà, cho ăn thịt gà, cho nấu cháo gà. Vô vô để mày nói cho mà nghe, để mày nói cho mà nghe, năm nay mày vẫn còn trẻ, mày vẫn thích đi chơi. Chịu không nổi, âm thanh lớn. À, lớp căng xong hả? Xin lỗi bà. Trời ơi, trả lời. Bà muốn gì cũng được thôi. Ủa vậy đừng hả? Đừng hát. À, vậy hả? Xin lỗi bà, tôi chỉ không làm phiền gia đình bà nữa. Đừng có hát, chịu không nổi. Trời ơi, phải vậy chứ. Cảm ơn nha. Phải ngoan vậy tới trường không? Trời, bởi tin ơi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tha cho nó đi. Ê, ê, cô. Hát cái nhạc gì đây? Đúng rồi, remix, say tình, Đàm Vĩnh Hưng.